xin chào cả nhà hôm nay tài sẽ chia sẻ sự khác nhau giữa xích ứng xích thái và xích myanmar nha đề tài này thì thú vị nhưng lại khá là khó cho người mới chơi vì nhìn bé vẹt xích nào cũng như bé nào hết thân hình thì có màu xanh cánh có chấm đỏ mỏ lại có màu đỏ y hệt nhau luôn thêm vào đó khi tìm hiểu từ các nguồn trên thế giới thì lại không có nhiều thông tin lắm nên hôm nay mình sẽ dựa vào kinh nghiệm bản thân cũng như tham khảo từ một số người chơi tại Việt Nam, một số trại tại Thái Lan để chia sẻ cho mọi người. Nếu có gì sai sót, nhờ cả nhà mình góp ý nha. Đầu tiên về ngoại hình thì người chơi tại Việt Nam cho rằng xích Myanmar có trọng lượng và ngoại hình nhỉnh hơn xích Thái một chút Đầu vuông vắng đẹp hơn nhưng thực sự cũng tùy bé nữa nha các bạn Trọng lượng của các dòng xích từ 140 đến 160 gram trung bình và có một số bé có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tùy chế độ dinh dưỡng, độ tuổi hoặc gen di truyền từ bố mẹ nha. Thêm một ý kiến khác thì chân xích mima hơi ngã về màu xám tro hay nhân gian gọi là chân chì còn chân xích thái thì có màu vàng. Thông tin này thì chỉ mang tính chất tham khảo vì mình không tìm được nguồn chính thống từ các trang uy tín của nước ngoài. Nhưng đơn giản hơn, mấy bạn có thể hình dung giống như con người ở các vùng miền khác nhau vậy, sẽ có màu da khác nhau nè, khác nhau nhiều hoặc là khác nhau ít, hoặc cũng có thể giống nhau. Vì vậy các bạn chỉ cần chọn một bé vẹt to đẹp, khỏe mạnh và thân thiện hợp với chủ nhân là ok rồi nha. Vì giá cả của hai loại này cũng ngang nhau thôi nên xích thái hay Mima thì cũng đâu có quan trọng đúng không nè các bạn. Còn nói về xích ứng thì có gì khác biệt so với hai loài còn lại đầu tiên và cũng đơn giản nhất các bé xích ứng có trọng lượng to gần gấp đôi hai dòng còn lại trọng lượng trung bình xích ứng ở độ tuổi trưởng thành tầm 230g đến 280g lận nha bé nhà mình thì vẫn còn nhỏ và đang chăm bột nên chưa đạt đến trọng lượng tối đa nha thế nên giá xích ứng cao gấp 2 gấp 3 lần hai loài còn lại là điều khá hiển nhiên vì tiền nào của nấy đúng không nào mọi người mình cũng thấy đa số các bé xích ấn chân có màu xám chân chì luôn nha và một điểm cộng cho các tín đồ yêu vẹt xích thì tính cách xích ấn khá hiền lành, lành tính, ít sân si như xích Thái và xích Myanmar nha. Một lưu ý dành cho người chơi để chăm sóc nuôi dưỡng bé xích nhà mình được khỏe mạnh to đẹp màu sắc sặc sỡ thì các bạn nhớ cho các bé ăn thực phẩm nhập khẩu của các hãng từ châu âu hay mỹ nha vì các loại thức ăn này bổ sung nhiều protein vitamin chất đạm chất béo và khoáng chất hơn là chỉ có các bé ăn hướng dương hay các loại hạt không rõ nguồn gốc dẫn đến nhiều loại bệnh như béo phì bú mỡ hay hư gan nữa nha bé xích ứng nhà mình thì vẫn còn ăn bột và mình sẽ dùng bột của kt hoặc Versalaga đều được nha các bạn bé mi cũng sẽ ngừa bệnh định kỳ cho các bé để phòng tránh các bệnh như cảm cúm tiêu chảy cầu trùng dịch tả Newcastle, nắm phổi, sổ lãi vân vân Và mình cũng chú ý khá kỹ về vấn đề vệ sinh xịt khuẩn chuồng lòng cây đứng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.